tỷ tỷ chúng ta đã thành công xâm nhập càn long tiên triều a mông đại nhân biết nhất định sẽ thưởng chúng ta chúng ta buộc phải dùng sự tuyệt vọng và đau khổ trải thành con đường hoa lệ nhất Công ngây ma sát đại nhân và a mông đại nhân dáng lâm mới được tỷ 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 nhìn hướng đó đó lẽ nào là ánh sáng của chị ma kiếm tốt quá rồi ma tinh dáng đại nhân tìm kiếm chị ma kiếm mãi không về nếu chúng ta tranh tìm được trước thì có thể giúp a mông đại nhân lập đại công tỷ tỷ muội đi trước một bước tính muội vẫn gấp gáp như vậy đừng trúng bẫy của người khác đó đáp xuống đây hình như là một căn nhà của người phàm, tại sao chị ma kiếm lại ở đây? Đợi muội tìm được hắn, hỏi thì sẽ biết. hửng bị dọa, các tỷ muội, đi vào trong rừng nói chuyện, đừng ma. Á, điện hạ, người nói xem cao nhân thật sự tồn tại không? Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới, sẽ không đi ủ một chuyến chứ? Bệnh của người thật sự không chịu nổi sự vất vả khi ngồi xe ngựa. Hiện nay, dịch bệnh khắp nơi, ma nhân càn quét, tà giáo bành trướng, dân chúng lầm than. Vương tử của Tây Hạ, Chu Vân Vũ là vương tử tìm kiếm cách phá cục diện là trách nhiệm của ta nhưng truyền thuyết của cao nhân cũng quá huyễn hoặc trên đời thật sự có loại tồn tại này sao ai à, các ngươi đừng quá lo lắng tóm lại phải thử mới biết được vương tử người lại ho ra máu rồi chúng ta nghỉ ngơi một lát đi ta ho ra máu mỗi ngày không có gì phải lo quá như vậy vẫn là đi tìm cao nhân cứu rỗi bách tính mới là nhiệm vụ hàng đầu vương tử người quá lương thiện rồi đột nhiên xe ngựa thắng gấp kẻ nào ngô tàng gâu tiêu thứ lang nói chuyện đàng hoàng cướp đây cướp sao gay rồi vương tử chúng ta gặp phải thổ phỉ rồi khụ khụ thổ phỉ khụ khụ trời diệt con người ba huynh đệ chúng ta đã nửa năm không có cái gì ăn rồi mong người tốt cho chúng ta ít tiền mua ít đồ ăn gâu to gan các ngươi có biết người trong xe là ai không chúng ta không biết chúng ta chỉ biết xe ngựa này dùng tơ vàng gỗ quý thượng hạnh chế tạo thành xem cũng là loại vải gấm vạn lượng vàng một mét ngọc đính trên rèm là ngọc trai lớn trên trăm năm ở bắc hải nóc xe là rát vàng bên trong thực chất là ngọc hòa điền đỉnh cấp ngươi hiểu khá nhiều đấy nếu đã như vậy vậy ngươi nên đoán được người trong xe này là chưa kịp nói hết câu liền bị tiêu thứ lang giết chết trong xe là ai liếm máu trong xe là một con dê béo tiêu thứ lang một kiếm giết chết hết tất cả người có trong xe chỉ còn lại vị vương tử còn sống nếu biết điều thì lấy hết tiền bạc ra dứt câu liền bị vương tử phun một ngụm máu vào mặt đây ai a à? xin lỗi ơ ừ. ơ ừ, ha ha vừa rồi xe ngựa dừng quá nhanh sóc nảy một chút lồng ngực của ta đau lập tức không nhịn được các người là thổ phỉ sao Sài. đáng thương quá rồi hả đáng thương ngươi sắp bị chúng ta giết mới khá đáng thương nhỉ nếu không phải do thế đạo này lụi bại các ngươi cũng không cần luân lạc trở thành thổ phỉ làm thổ phỉ nhất định rất vất vả nhỉ ba người họ ba chấm nhìn nhau luôn tiêu thứ lang chuẩn bị rút kiếm ra thì vương tử liền nắm lấy tay hắn số tiền này cho các ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho người già trẻ con trong nhà đợi ta đợi ngươi làm gì đợi ta thay đổi thế giới này đây là tên đần từ đâu ra vậy ta vội đi tìm cao nhân tương trợ, đi trước đây. Mã phu của ta hy sinh, làm phiền các người chôn hắn. Cũng coi như là sự bù đắp khi các người hại chết hắn, đừng quên nha. Ai hết hét quá lớn tiếng rồi, động tới thương thế rồi. Thánh mẫu như này, làm cho chúng ta cũng ngại cướp của hắn. Đại nương, người cầm lấy cái này, đổi một ít đồ ăn cho con đi. Cái gì, nhà của các người bị gió thổi bay rồi sao? Ta bảo hai nô bộc của ta giúp ngươi dựng lại căn khác nha. Số tiền này cho ngươi, những cái này cho ngươi. Ai ya, đã hết tiền rồi sao? Địch, ha ha, Trấn Lạc Tiên, Tát Kỳ, bánh bao nhỏ của tiệm này rất ngon, cô nếm thử. Đột nhiên một bàn tay thù lù dưới bàn chui lên. Yêu quái gì? Cao nhân, ta cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Vương tử liền chén sạch tất cả đồ ăn có trên bàn của Lý công tử. Vậy nên ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Chào cao nhân, ta là vương tử của Tây Hạ, không quản vạn dặm xa xôi đến xin ngài giúp, ăn nhiều quá lại kích thích vết thương rồi. Khụ khụ, ngươi đâu có giống vương tử chứ, giống ăn mày hơn. Hơn nữa ngươi phun máu cũng khoa trương quá rồi để cao nhân chê cười rồi. Ta từ cực Tây tới, tiền bạc trên người đều phân tán cho nạn nhân ở dọc đường, tùy tùng cũng phải đi giúp nạn nhân xây dựng nhà cửa rồi. Trên thực tế ta đã nửa tháng đều phải dựa vào gặm vỏ cây để sống qua ngày, ha ha. May được cao nhân mời ta ăn mì, mới cứu được cái mạng của người bệnh tật như ta. Ngươi, hai, đừng gọi ta là cao nhân, ta là một người phàm mà thôi, ta họ Lý. Được, Lý Công Tử, hành lễ, ngươi vừa nói nạn nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Công Tử, có biết, trong tứ hải ma nhân hoạt động càng thêm gay gắt không vậy lý công tử có biết hiện nay tà giáo mọc lên khắp nơi vô số thôn dân mê tính tùy ý kêu gọi ma sát giáng lâm lại bị lợi dụng dẫn tới rất nhiều thôn trang gặp họa diệt thiên không cái này chuyện này cũng không biết sao lùi về vậy lý công tử có biết dạo gần đây dịch bệnh hoành hành không có thuốc chữa rất nhiều người chết không á à, dịch bệnh từ này ta nghe hiểu rồi chu mỗ tuy là vương tử nhưng không có linh căn tu tiên chỉ có lòng cứu thế nhưng không có năng lực cứu thế nghe nói lời đồn của lý công tử nói lý công tử có thể khởi tử hồi sinh nối được tay chân đã gãy đặc biệt tới xin lý công tử giúp đỡ xem có cách gì có thể đẩy lùi dịch bệnh không người này tuy hành vi không đáng tin nhưng tấm lòng thật sự khiến người khác khâm phục điểm không có linh căn tu tiên cũng giống mình cho dù muốn giúp ai nhưng không có năng lực có điều người ta là vương tử chuyện có thể làm chắc chắn nhiều hơn mình quanh nơi này không có dấu hiệu của dịch bệnh gì cả ta chưa tìm hiểu dịch bệnh mà ngươi nói vậy nên cũng không biết có thể giúp được không không sao Lý Công Tử, ta đã chuẩn bị hết cho ngài rồi. Tên tên, ghi chép lại thể chất, hành trình, tình trạng bệnh và tư liệu nghiên cứu của đại phu của các nơi về tất cả các bệnh nhân trong đất nước của ta và ta đã gặp trên ở chặng đường tới đây. Có hơi nhiều quá rồi.